Kính chào quý anh chị và bà con. Và hôm nay em xin giới thiệu các sản phẩm kho hàng thiết bị Hồng Phúc bên em đang có sẵn nhé. Các loại ba lăng xích ạ. 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn nhé. Và xích 5 m, 6 m và 8 m nhé. Được mạ. Cho nên là trong quá trình bà con sử dụng xin là sạch sẽ. Có hàng thương hiệu Vista này. Thì là 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 4 tấn và xích 3 m, 5 m, 8 m nhé. Và có đầy đủ mẫu mã này. HVN này, SC này, VD này. Và tải của nó là 1 tấn, 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn tùy nhu cầu bà con. Bên em vừa về là hơn 300 con nhé. Và các loại tời quay tay bên em cũng sẵn hàng này. Mã sản phẩm 2500 LDS này. Cái mã sản phẩm 3000, mã sản phẩm 2000 này thì sẽ dùng hai trục quay nhé. Hai trục quay hàng này chuyên dùng để kéo gỗ này, chế xe lông các loại nhé. Còn bên em bán hàng này là số lượng rất chi là lớn này. Hàng nhông hợp kim này, bảo hành 1 năm tại tổng kho nhé. Và cáp đi theo là 9m ạ, cáp 6 ạ. Và quay rất là nhàng nhé. Đấy, bà con có nhu cầu về tời quay tay thì cứ liên hệ trực tiếp bên em nhé. Nhông hợp kim này, cáp đi theo 9m và móc cáp nhé. Mã 3000, mã 2500 và mã 2000 này. Hàng tời tự hãng này. Loại 1200 nhé. Tải kéo ngang là 550 cân. Tải lưng là được 200 cân nhé. Hàng này chuyên dùng để chế tời lưng cột giặt cưới nhé. Kéo ô tô hoặc là chế lưng cục lóng điều hòa các loại nhé. Và hàng bên em thì đều được nhập khẩu trực tiếp và bảo hành 1 năm ạ. Các sản phẩm nhỏ hơn, mã 1000, mã 800, mã 600. Đấy, quay cũng rất chi là nhẹ nhàng nhé. Hàng thì gặp nãy đảo chiều. Tất cả sản phẩm bên em thì đều được bảo hành, bảo hành 1 năm tại tổng kho nhé. Bà con ai nhu cầu về tời quay tay, tời tự hãm ba lăng xích cứ liên hệ đến tổng kho Hồng Phúc. Bên em thì báo giá trực tiếp nhé. Và tùy theo thời điểm, bà con yên tâm là mua lẻ sẽ rẻ như mua buôn, bởi vì đây nó là tổng kho rồi. Xin cảm ơn bà con.